rồi anh ơi. Anh bữa nay bạn đồ áo thun đồ đẹp quá ta. Nay dạo này đổi phong cách đồ quá trời quá đất. Người đẹp chi luôn mà. Đó địa chỉ là cô chú anh chị. Nhanh quá chưa kịp gì hết, đã hết bắt được cá cà riêu. À. Chưa được phút. Ê, tình. Đi xấu hay là chuồng bò. Còn like em nữa à. Đỡ siêu võng luôn. Cơm chuồng bò ở đây thấy màu nó dễ dễ nhận biết hơn là hôm qua nha. Được không chị? Hai cái nữa. Bà chủ vừa thắng thôi, đi thanh ra là bà thắng thôi. Rồi gọi dao thôi. Quỷ. Cái này muốn chọn nhưng mà chỉ là muốn điều muối nhưng mà tại sao cái này cũng điều muối nhưng mà không có thể nào thì muối đâu. Cái rồi rồi đi sáng này chạy vào đâu cái bộ đó anh đã lấy cái này lỡ dày á. Vỏ dày cái trái gì cầm 319 ngày chơi. Mua luôn không chị? Không có mua nha, cho em tôi cái muối là chồng đi. Để thấy không? Thơm không? Mềm chín ngọt hay. Còn tay vô nữa đi. Ok nha. Vui luôn hả? Chị cho thêm ngàn là 320 á. Ba người sầu riêng không? Lấy cho cô đồng giá luôn đi, lấy cái thịt bò đi. Thịt bò nó mắc hơn mà bán thì đồng giá luôn. Tự nhiên á.
450 yên. 450. Để qua đánh bản quyền mấy anh đó. Đánh bản quyền hết chứ. Có thử không cô? Thử. Dạ có. Này cô lấy thử nguyên muối luôn đi. Một miếng nhỏ thôi. Lấy thử đi. Lấy thử. Mà lấy đại đi, có khăn lao mà cô. Có khăn lao tay đó. Đúng rồi, ghi sáo nó vàng hơn cái này. Thì nó hơi nhão. Ăn rau ăn này. Đúng rồi, chuồng bò thì lúc nào nó có nhão hơn rồi. Nhưng mà được cái thì nó vỏ mỏng, muối nhiều hơn. Thích cái màu vàng quá cô. Cái màu đó cô thấy nó bắt mắt hơn. Dạ. Cô khách thích cái màu của trái sầu riêng tươi xấu. Nó đẹp, nhìn dạ. Bắt mắt. Cô chuyên nghiệp quá ha. Cô chuyên nghiệp quá hả cô? Con nghiệp dư cô ơi. 10 vui vậy mà vợ che hoài đó cô. Ở chỗ có kè con ở đợi cô ơi. Có không Thanh? Vợ có che không Thanh? Che hoài gì? Che hoài. Ờ kìa thuận tiền cười kìa. Tí trưng bày chưa mềm mấy chưa chín chưa chín thành vỗ có 315 nghe tiếng vỗ sầu riêng cũng kìa. Thử không anh? Thử mềm à. Thử đi. Có khăn giấy á. Còn cái này mềm được nè. Còn anh? Ngọt. Mềm hết trơn. Cái trái chai là đã chảy nước mắt à. Cái này cũng rất rẻ nè. 50 ngàn hả? Ồ cái này chín ngon nè. Cái chín quá rồi. Chín quá hả? Chín quá rồi. Xui không được bớt 5 ngàn rồi. Giờ lấy chén ké rồi. Gáo gáo. Dính rồi, dính rồi. 365 ngàn. 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 365
nó cứ lẻ 5.000 ra nha. Ờ. Ngon mà trái này ngon. Ráo rồi chị ơi. Ờ, ráo luôn. Cắt sau lưng kìa. Anh có người biểu anh thì quay cái dưới á. Quay ở dưới á. Cái dưới là cái gì anh? Thì anh chả biết nữa, quay dưới là quay nào. Hai múi cái quay thanh là quay ở dưới. Hai hộp này cái hộp không? Chắc là mấy anh rồi. Không mấy em gì trơn. Ờ. Mấy anh nhờ quay giùm. Đấy thấy ra có cái này không? Khách vô kìa. Dạ. Mai Thanh đi Mỹ nha. Sao cái này chất lượng hơn hãng. 300 mấy rồi bà. Còn cái này chết rồi. Chị ơi, còn cái này ăn thử đi. Cái bộ đồ quá vậy. Ăn học đáng học luôn. Bây giờ thì nè, cuối lấy gột thôi. Cuối lấy gột thôi ha. 4 kg mấy. Ủa? Trái này đâu có bự đâu. 4 kg à. Cái này có 4 kg à. 4 kg 45 ngàn. Hai cái nhỏ, hai cái nhỏ. Đổ đây nè, đổ này sao thế mà không lấy. Nè, lấy sao thế nè em. Lấy không, chịu không, lấy sao thế thì chịu không. Ừ. Trái này ngon. Trái này nhỏ. Trái quá, chị muối luôn. Trái này được không? Muối quá chị muối luôn. Trái này lấy giá 100 ngàn thôi. 200 ngàn chẳng à. Bò trong đó chín ngon không? Bò lấy thêm trái nữa. Trái này bây giờ vui, trái này mai vui nha. Không, ở nhà vui đây. Nhưng mà chị nào vui? Ý là nói là, ở trái này vui được luôn rồi chị ơi. Gì nhà vui? Chắc mang về vui mà. Rồi, mỗi 160 là 5 ngàn. Hai trái. Về nhà tự thể hiện tay nghề để vui sầu riêng. Bán giá 100 ngàn á, là 4,6, 7 ngàn là 467 ngàn, 465. Này khi người ta quay clip thử thách vui sầu thái chứ mong không. Vui sầu thái khó vui lắm nha, cái gì nhà giao không bán được không nào. Mình con trai thì cũng phải thì mị một xíu chứ. Dạ phải men với anh, sao thì mị với anh. Anh muốn lựa không à. Mình phải thì mị với ai mà cái chân cứ banh banh ra. Mấy anh nên thích là phải rồi. Chỉ vô chỉ lựa sự đi thôi, 6 liền. Tành không biết nói gì luôn nè. Anh chỉ biết cầm đứng. Đâu có lợn Long Quân đâu. Quỳnh Tiền Lộc. Có anh em không bán lợn Long Quân, lộn ai rồi. Có lợn Long Quân có bán rồi. Hay là đi khui mướn. Nghi lắm, nghi lắm. Ai lộn đi khui mướn á. Khui dạo với lộn. Khui kiếm chậu nhậu. Chậu nhậu tốn 10 triệu bạc. Tốn 10 triệu bạc. Ngon anh, ngon. Ừ, đấy, ý kiến hay á. Ông em nói sự thật mà. Ủa, điện thoại của ai ta? Điện thoại của ai vậy? Đúng. Cơm này thì bạn nó vô tiền hộp để... Em đang sale bán 100 ngàn hộp anh. 100 ngàn. Còn 100 ngàn hộp. Nửa ký á. Lấy hộp đèn nóng nè, mới vui luôn nè. Mới vui mà. Nắp vào đâu quý vị ơi.
tranh thủ tương tự đúng tá luôn à, đi đúng 4 ngày luôn à. 300 ngàn à. Mua luôn anh. Rung tay giữ thành lắc lên. Hơn anh. Đã lựa cho sầu riêng năm học mà. Vàng ráo to. Tốc độ bình thường không cần nhanh lắm. Đó bình thường đúng không? À. Nhanh quá cũng bị la. Mà khách thì lại muốn em vui nhanh. Hả? Cái này cho vô luôn. Sao học không? Sao học? Học năm rồi. 380 luôn không anh chị? Vừa nhìn chị ơi, 380 nha. Nhìn cái băng sầu riêng để đón đánh giá đó. Cái gà mấy anh YouTuber anh còn gạch sầu riêng hơn là người bán sầu riêng nữa. Trời ơi, quá xuất sắc chị ơi, cô ơi. Cô vô thử cơm đi con. Ăn thử đi con. Thôi kìa thử. Vậy chị Dung ơi. Không quay chúng chị đâu, yên tâm. Quay sao mẹ nghe. Này, 308 rồi chị ơi. Mới có 3 học thôi đã 9 lạng rồi hả? Cái này khoảng bài hồi trước khoảng tới 4 tới 5 á. Không thấy đi sáu luôn, đi sáu cơm luôn, có 308 mà. Bây giờ nó không dốc mà mềm hơn chút xưa đó. Anh sao đâu chứ không mềm đâu. Hả? Không, không có nhão. Đây cái này nó không nhão. Đi lấy mấy hộp về. Bài sáu lần, để hơn cái để 15 ngàn. Ở trong số 5. Trái này bị hư muối rồi. Để bù lại muối cho ta. Muối ghi nào đem buồn muối. Muối ri. Làm gì kéo ra hả bé Tiên? Cuối. Để lên kệ. Để lên kệ hả? Kệ gì nữa giờ này để lên kệ gì nữa? Thích cái để gần về là mày lôi ra đóng chơi bỏ còn ai dọn dọn. Giữ. Hả? Hay quá thiệt á chứ. Tôi đúng 10 giờ là tôi đi rồi. Trời ơi. Bây giờ là con đi rồi đó. Còn Tiên nói là Tiên đúng 9 giờ tiếng Tiên đi rồi. Rồi. Cuối ra. Ôi. Dính bông quyền không? Trái không chị? Mai hả? Mai là cô Tiên bay về Bến Tre rồi, mai nói rồi. Thì mai cô Tiên về Bến Tre hả? Mai cô Tiên bay về Bến Tre rồi.
tiên ta bay lên trời, bay đâu, bay về dưới huyện. Bay gì mà để nó đuôi ngọn dừa. hàng gì bữa nay kêu kệ lôi ra đó rồi thôi, ai khiêng vô thì khiêng. Cười quá hộp. Nè, để đây con mãi đi. Đó, hai hộp. 100.000 hộp nha, có chứ gì. Còn đó. Không có dẫn gì đổi màu áo được mà. Đổi màu áo nhưng mà nó bị ảnh hưởng tới màu... Trái sầu riêng. Không lột cái áo ra luôn. Sầu riêng không ảnh hưởng. Lấy cái hai đó ra ngoài đi. Hai hộp này ra ngoài. Anh khui những hộp sầu riêng bán 100.000 một. Bẻ bèo bẻ bèo. Sầu riêng chua bò. Ủa, bà chắc không vậy? Bà chắc không tiền hả? Bà nói rồi bà. 9 giờ tới nơi rồi. Chắc lên. Bà chắc lên chậm nữa, ai chiên vô là chiên mà. Nó nói rồi. Mà vừa thân bán 12 giờ mà. Thanh có một cái tour ở New York á. Họ nói là lý do tại sao mà Thanh có vựa sầu riêng của Thanh mà nhiều kênh YouTube qua dữ vậy. Thanh lý giải tại sao ạ? Anh là người YouTuber phải lý giải chứ em không lý giải được. Không biết nguyên nhân tại sao nữa. Anh là người quay em biết nguyên nhân chứ. Chắc là cô chú thích xem Thanh khui sầu riêng á. Với lại là mấy anh xem Thanh khui sầu riêng đẹp trai á. Treo kịch sàn luôn. Lấy hai hộp đi chị ơi. Bán rẻ rồi. Hả? 10 hộp tặng hộp luôn. 10 hộp tặng hộp luôn chị ơi. Trời chứ khoảng có 2 tháng trước mà cầm 1 triệu bạc mua được như sầu riêng đâu. Cầm thì có. Rồi giờ 1 triệu bạc hỏi gần có mấy ký sầu riêng. 1 triệu bạc gần 5 ký sầu riêng. 1 ký ngụt, quá rẻ. Hôm qua cô kia mua 1 triệu là tới 6 đấy tiền bò hả? Cái đó tiền bò cái này nè. Trời 1 ký mấy. Ủa nó quay lên hả? Kinh nộp. Có mà. Chủ ai chịu chơi mua 10 hộp là chịu tặng á. 10 hộp tặng hộp bình thường. Mở hộp khuyến mãi em chủ nè. Mình mấy cái kia tặng hộp là nó không có sốc. Rồi được rồi, nhiêu đi. Quá trời rồi.